Rồi, em xin giới thiệu đến cho các bác Đây là một cái máy massage cầm tay nha Đó, siêu nhỏ, siêu mini luôn Con này thì trọng lượng của nó chỉ có 400 g thôi các bác ơi Và con này nó sẽ có tới là 5, 5 uh, uh, 6 chế độ nha Và có đèn báo pin luôn này Đó, đây thì uh, như đây báo là nó chỉ còn được 4 cục nữa thôi Và nó bên trong sử dụng là một cục pin 18650 các bác nhá Dung lượng khá là cao luôn Thì các bác có thể sử dụng liên tục tới 3-4 ngày luôn nha Và con này nó sẽ sử dụng là cục sạc cổng sạc là taxi các bác nhá. Đây này, cổng sạc của taxi. Đó và kèm theo rất là nhiều đầu luôn. Đầu đầu tiên là cái đầu uh, cho các bác có về đầu tròn này. để các bác nào mà hay làm việc hoặc là uh, người lớn á, thì hay bị đau mỏi, mỏi vai gáy đúng không? Hay bị đau lưng, đau cơ bắp uh, bắp cơ á, thì các bác sử dụng những cái đầu như thế này. Đấy, đầu như này thì các bác sử dụng để đấm ở những nơi mà ví dụ như lưng này, đấy hoặc là cơ bắp bắp tay này, đó bắp chân thì các bác sử dụng cái này và cái đầu thứ hai nó sẽ là đầu chữ v như thế này đầu chữ v thì các các bác có thể sử dụng ở những nơi ví dụ như là đốt cổ sống nhá đốt cổ sống sau gáy đấy hoặc là đốt sống lưng các bạn nói nói chung về xương sống thì các bác sử dụng cái đầu này đấy để đẩy như thế này ha và đây nó sẽ là cái đầu giống kiểu đầu đạn các bạn để massage trong lòng bàn tay hoặc là trong lòng bàn chân nhá đấy sử dụng cái đầu như thế này và cái đầu bằng như thế này thì sử dụng rất là nhiều luôn này các bác có thể sử dụng ở bắp tay như thế này đấy bắp chân lưng nhá bụng nhá đấy ngực thì các bác sử dụng cái này và nếu mà thông dụng nhất thì anh em sử dụng cái này đó đầu tròn là nhiều bởi vì cái đầu tròn ấy thì được thiết kế theo kiểu cao su các bác nó khá là mềm nhá nó sẽ giảm được lực và con này nó sẽ lực đấm của nó nó lên tới là 15 kg anh em nhé và nó sẽ có là cảm biến cảm biến ai các bác tức là khi mà các bác để nhẹ như này thì nó đấm rất là êm nha còn khi mà các bác ấn mạnh vào Đấy nó quay rất là nhanh luôn Đó là con cảm biến AI ha. Cấp độ 1 này, cấp độ 2, cấp độ 3, 4 này, 5 này, 6 này Nó khá là nhanh luôn nha Đó, Để tắt thì các bác ấn giữ nguyên một lúc là tự nhiên nó tắt thôi Đây là một sản phẩm rất là hữu ích các bác Đây này Hộp của nó như thế này đấy, Khi mà các bác nhận về thì bên trong nó đầy đủ phụ kiện luôn nha gồm có một sách hướng dẫn này bản thân máy này và bốn cái đầu và kèm theo một dây sạc tai như như này đấy để cho anh em sử dụng nha và giá thì rất là tốt luôn anh em ơi và giá chỉ có 200 mươi 225 ngàn thôi các bạn nhé 225 k một con máy <laughs> massage cầm tay nó khá là, khá là nhỏ gọn nếu mà các bác đem đi du lịch đem đi ra ngoài thì các bác để đem con này đi ha